Buổi tối uống loại nước này, ngủ dậy thận tự thải độc, cơ thể được thanh lọc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Vui để cùng tham khảo những thông tin sức khỏe hữu ích. Quý vị thân mến, thận là một cơ quan bài tiết, thải độc cho máu, rất quan trọng đối với hệ tuần hoàn của mỗi con người. Khi chức năng thận suy yếu, máu sẽ không được làm sạch và dễ bị nhiễm độc, gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm. Do đó, bạn cần chủ động thải độc cho cơ quan này thường xuyên bằng một cách làm thật đơn giản. Hãy sử dụng cốc nước này vào mỗi tối. Sau khi ngủ dậy, độc tố trong tạng thận sẽ được loại bỏ, cơ thể được thanh lọc, khỏe mạnh lên trông thấy. Vậy đó là những cốc nước nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chúng ta nên biết rằng khi thận có vấn đề, nó sẽ tự gửi ngay cho bạn những biểu hiện qua một số triệu chứng của cơ thể. Do đó, bạn hãy luôn chú ý và quan sát cơ thể của mình. Bất kỳ khi nào cũng phải chú ý lắng nghe và quan sát cơ thể. Nếu có một số triệu chứng sau đây xảy ra, nó là dấu hiệu cho thấy vấn đề về thận đang bắt đầu có sự tiến triển xấu. Trong trường hợp này, bạn cần phải điều trị và giải độc kịp thời để ngăn chặn những tổn thương và thiệt hại gây ra cho thận ở mức trầm trọng hơn. Dấu hiệu thứ nhất, đi tiểu đêm nhiều hơn. Khi bạn rơi vào trường hợp có những vấn đề bất thường về thận, dấu hiệu cảnh báo sớm nhất có lẽ là việc đi tiểu thay đổi. Bạn sẽ cảm nhận thấy có sự gia tăng hiện tượng đi tiểu vào ban đêm. Nếu trước đây bạn đi ngủ từ buổi tối và ngủ một mạch tới sáng mới đi tiểu, mà giờ đây không uống nhiều nước hơn lại phải dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm, thì chứng tỏ bệnh thận đã bắt đầu xuất hiện. Dấu hiệu thứ hai, sưng phù mí mắt. Khi thận không hoạt động một cách hiệu quả và thành công, tỷ lệ lọc cầu thận sẽ giảm. Nó sẽ dẫn tới sự giảm hấp thụ của protein, từ đó khiến cho protein bị thất thoát ra ngoài theo đường nước tiểu. Bệnh nhân dễ bị sưng mí mắt, đây còn được gọi là hiện tượng phù nề thận nguyên tính. Người có vấn đề về thận sẽ có sự thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là tiểu ra máu hoặc protein niệu và các triệu chứng khác. Nếu bạn thấy nước tiểu thay đổi màu sắc, có hiện tượng đi tiểu màu đỏ hoặc màu sữa đục, thì hãy cảnh giác với vấn đề về thận. Đây là hiện tượng thận không thể hấp thụ protein gây ra. Khi thận không hoạt động tốt, bạn sẽ thường xuyên rơi vào cảm giác mệt mỏi và dễ bị đuối sức. Đặc biệt là ngay cả khi bạn đang không làm việc gì, bạn vẫn có cảm giác bị mệt và xuống tinh thần. Nếu triệu chứng mệt mỏi xuất hiện ngay cả trong khi đang nghỉ ngơi, đi kèm với dấu hiệu phù nề mí mắt cùng vào một thời điểm thì điều đó có nghĩa là bạn đã bị tổn thương thận ở mức nghiêm trọng hơn. Dấu hiệu thứ ba, đau lưng. Đau lưng là một trong những dấu hiệu quan trọng cảnh báo thận có vấn đề ở giai đoạn sớm. Trong trường hợp bạn không bị các chấn thương do va chạm mà vẫn bị đau lưng, mỏi hoặc khó chịu ở vùng lưng thì khả năng cao là chức năng thận đã có vấn đề. Nếu như thận bị viêm, có thể xuất hiện dấu hiệu thận sưng to hơn về kích thước, kéo theo đó là sự kéo giãn các viên nang và các bộ phận xung quanh thận, từ đó sẽ làm cho bạn cảm thấy đau lưng nhiều hơn. Hiểu một cách đơn giản, khi thận bị đau và sưng phồng lên, các bộ phận xung quanh thận sẽ bị kéo hoặc đè nén, gây ra đau mỏi lưng một cách thường xuyên và không đỡ. Khi có vấn đề với thận, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến não, điều này làm cho quá trình lưu thông máu của não không đủ, sẽ có hiện tượng chóng mặt và ù tai xảy ra. Dấu hiệu thứ tư, thiếu máu. Khi chức năng thận giảm, việc sản xuất erythropoietin trong thận sẽ bị giảm theo, dẫn tới thiếu máu do thận, một hiện tượng rất phổ biến xảy ra ở bệnh thận liên quan đến nam giới. Dấu hiệu thứ năm, huyết áp tăng cao. Khi thận phát triển bệnh ở mức độ tăng nặng, nó dễ gây ra hiện tượng bị tăng huyết áp cao lên một cách bất thường. Ngoài ra còn có các lý do khác bạn nên chú ý sức khỏe của thận. Nếu bạn cảm thấy mình đang gặp những dấu hiệu trên thì cần thải độc cho thận ngay lập tức, bởi lẽ việc nuôi dưỡng và bảo vệ thận khỏe mạnh rất quan trọng trong quá trình giữ gìn sức khỏe. Cách giải độc thận tại nhà đơn giản bằng 5 loại thức uống sau có thể giúp bạn làm sạch thận mà không cần đến thuốc. Thứ nhất, giải độc thận bằng nước ép nam việt quất. Có thể ví nước ép nam việt quất giống như một liều thuốc giải độc thận tự nhiên. Nguyên do là loại quả này có chứa các hợp chất có khả năng ngăn chặn vi khuẩn E. coli gây viêm và nhiễm trùng đường tiết niệu. Biến chứng của tình trạng viêm đường tiết niệu có thể dẫn đến viêm và nhiễm trùng bàng quang thận. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn E. coli sẽ lan vào máu gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, nếu uống mỗi ngày một ly nước ép nam việt quất, thận của bạn sẽ khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật. Thứ hai, giải độc thận bằng rượu vang. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bạn uống một lượng rượu vang vừa phải, khoảng nửa ly mỗi ngày có thể làm giảm 37% nguy cơ mắc bệnh thận. Một nghiên cứu khác ở nhóm bệnh nhân thận cũng cho thấy những người uống rượu nhưng phải ít hơn một ly một ngày sẽ giảm 20% khả năng mắc bệnh tim mạch. Nếu bạn uống nhiều hơn, lượng rượu này sẽ ảnh hưởng xấu đến chức năng thận và làm tăng huyết áp. Rượu vang trắng và vang đỏ đều có tác dụng giải độc thận. Tuy nhiên, rượu vang đỏ có chứa hợp chất resveratrol có lợi cho tim. Điều này có nghĩa là nếu uống rượu vang đỏ mỗi ngày với liều lượng dưới 1 ly thì ngoài sạch thận, sức khỏe tim của bạn cũng sẽ được cải thiện. Thứ ba, giải độc gan thận bằng trà gừng.
Gừng từ lâu đã được sử dụng trong y học để giúp phòng ngừa và điều trị nhiều loại bệnh. Điều này là do gừng có chứa hợp chất gingerol có thể ức chế sự lây lan của vi khuẩn, từ đó làm cho thận và gan không phải hoạt động quá mức. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, nhất là bệnh tiểu đường. Tình trạng lượng đường cao sẽ gây hại cho thận, do đó người khỏe mạnh uống trà gừng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Còn bệnh nhân tiểu đường uống trà gừng có thể ngăn ngừa mắc phải các biến chứng liên quan đến thận. Ngoài ra, trà gừng có lợi cho hệ tiêu hóa, làm giảm viêm, đau nhức cơ thể. Vì thế, bạn nên uống trà gừng mỗi ngày để giải độc thận và tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Thứ tư, cách thải độc thận bằng nước cam hoặc chanh. Cam quýt chứa nhiều chất axit citric có tác dụng ngăn ngừa sỏi thận. Bệnh sỏi thận thường xảy ra khi canxi liên kết với các khoáng chất khác tạo thành tinh thể lắng đọng trong thận. Lâu ngày, các tinh thể này kết tụa lại với nhau tạo thành sỏi. Khi bị đẩy xuống đường tiết niệu thì sỏi không chỉ gây đau đớn mà còn có thể làm tắc đường tiết niệu, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Vì thế, việc tăng cường axit citric trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh sỏi thận. Axit citric trong cam, chanh có thể ngăn canxi liên kết với các khoáng chất để tạo thành kết tủa gây ra sỏi thận. Tuy nhiên, bạn không nên uống nước cam, chanh khi bụng đói, lúc mới ngủ dậy hoặc buổi tối vì điều này sẽ gây hại cho dạ dày và xương. Thứ năm, giải độc thận bằng nước lọc. Nước rất quan trọng cho việc điều hòa, thanh lọc, thải độc và đảm bảo cho mọi hoạt động cơ thể diễn ra bình thường. Mỗi ngày bạn uống ít nhất 2 lít nước cũng giúp cho chức năng của thận hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố. Khi cơ thể bị mất nước, lượng độc tố sẽ cô đặc lại gây khó khăn cho việc bài tiết của thận. Điều này dẫn đến cơ thể buộc phải rút nước ở các cơ quan khác để hỗ trợ cho việc thải độc của thận, từ đó gây ra sự mất cân bằng chất lỏng khiến cơ thể mệt mỏi và suy kiệt. Việc uống nhiều nước còn giúp cho nước tiểu được bài tiết dễ dàng hơn. Nước tiểu mang theo độc tố và các khoáng chất gây sỏi thận ra khỏi cơ thể. Do đó, nếu nước tiểu có màu vàng, đây là dấu hiệu cơ thể đang bị thiếu nước. Bạn cần bổ sung nước đầy đủ để không làm ảnh hưởng đến chức năng bài tiết của thận. Quý vị và các bạn thân mến, khi chức năng thận không được đảm bảo, cơ thể của bạn sẽ phát ra những tín hiệu. Lúc này hãy nhanh chóng thải độc thận tự nhiên bằng 5 loại nước uống mà Sống Ăn Vui vừa chia sẻ để lấy lại sự cân bằng cho tạng phủ này, quý vị nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải tuân thủ và duy trì một lối sống lành mạnh, thay đổi những thói quen xấu, điều trị từ gốc thì mới có thể giúp cho thận được khôi phục lại chức năng như ban đầu. Đặc biệt, cần phải tránh một số việc làm sau có thể khiến thận bị tổn thương nặng hơn, kéo theo hàng loạt biến chứng nguy hiểm khác. Thứ nhất, không uống đủ nước. Chức năng quan trọng nhất của thận là lọc máu và loại bỏ các chất độc tố cũng như chất thải. Khi không uống đủ nước, các chất độc và chất thải sẽ bắt đầu tích tụ và gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn. Thứ hai, ăn mặn. Cơ thể bạn cần muối để hoạt động, nhưng rất nhiều người lại tiêu thụ quá nhiều muối. Việc này dẫn đến tăng huyết áp và tăng áp lực cho hoạt động của thận. Tốt nhất mỗi người một ngày không nên tiêu thụ quá 5g muối. Thứ ba, nhịn tiểu. Rất nhiều người không để ý đến nhu cầu đi tiểu của chính bản thân mình bởi họ quá bận rộn hoặc do không muốn sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Nước tiểu bị giữ lại thường xuyên sẽ làm tăng áp lực cho thận, dẫn đến suy thận, sỏi thận và tiểu tiện mất kiểm soát. Do vậy, hãy lắng nghe cơ thể bạn. Thứ tư, ăn nhiều đường. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng một người tiêu thụ nhiều hơn 2 loại đồ uống có đường một ngày sẽ có nhiều protein niệu hơn. Protein niệu là dấu hiệu sớm cho thấy thận của bạn đang có vấn đề. Thứ năm, thiếu vitamin và chất khoáng. Ăn nhiều hoa quả và rau xanh tươi, sạch là rất có lợi cho sức khỏe của bạn nói chung và thận nói riêng. Thiếu vitamin và chất khoáng có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và suy thận. Ví dụ như vitamin B6 và magie là vô cùng quan trọng cho việc giảm nguy cơ bị sỏi thận. Thứ 6. Ăn nhiều protein động vật. Tiêu thụ quá nhiều protein chất đạm, đặc biệt là thịt đỏ sẽ làm gia tăng hoạt động của thận. Do vậy, quá nhiều protein trong bữa ăn sẽ khiến thận của bạn hoạt động quá sức và có thể dẫn đến rối loạn chức năng thận bất cứ lúc nào. Thứ 7. Mất ngủ. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của giấc ngủ ngon. Mất ngủ triền miên có thể dẫn tới nhiều căn bệnh, trong đó có bệnh về thận. Khi bạn ngủ, cơ thể bạn sẽ sửa chữa những tế bào thận đã bị phá hủy, bởi vậy hãy để cho cơ thể bạn thời gian để tự phục hồi. Thứ 8. Uống cà phê. Cũng như muối, caffeine làm tăng huyết áp và tăng áp lực lên thận. Tiêu thụ quá nhiều cà phê trong thời gian dài có thể phá hủy thận của bạn. Thứ 9. Lạm dụng thuốc giảm đau. Trong khi có rất nhiều phương thuốc tự nhiên, an toàn có tác dụng giảm đau, thì rất nhiều người lạm dụng thuốc giảm đau cho những cơn đau hoặc vết thương nhỏ. Dùng quá nhiều thuốc giảm đau có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng cho gan và thận. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn thấy rằng bản thân có nhiều triệu chứng khi thận suy yếu thì đừng bao giờ xem nhẹ mà hãy khẩn trương đi kiểm tra chức năng thận. Đồng thời, sử dụng 5 loại nước uống vào mỗi tối giúp thận nhanh chóng loại bỏ được độc tố.
Thứ nhất, giải động thận bằng nước ép nam việt quất. Thứ hai, giải động thận bằng rượu vang. Thứ ba, giải động gan thận bằng trà gừng. Thứ tư, giải động thận bằng nước cam hoặc nước chanh. Thứ năm, giải động thận bằng nước lọc. Chúc quý vị và các bạn có được một sức khỏe tốt, sống vui, sống khỏe, sống vui.